Thưa quý vị, vào khoảng 6 giờ sáng nay, một cơn dông lốc đã bất ngờ xuất hiện tại vùng biển Nhân Trạch, huyện Bố Trạch của tỉnh Quảng Bình, khiến hàng chục tàu cá của ngư dân đang đánh bắt cá tại đây gặp nạn. Dông lốc bất ngờ đã khiến cho hàng chục tàu cá của ngư dân bị sóng cuốn toàn bộ ngư lưới cụ và thiết bị trên tàu. Một tàu cá bị sóng đánh chìm. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng gồm biên phòng và công an đã kịp thời có mặt tiến hành công tác cứu hộ. Hơn 10 chiếc tàu đã được đưa vào bờ an toàn. Chiếc tàu bị chìm cũng đã được trục vớt. Hiện còn hơn 30 tàu khác đang ở ngoài khơi vẫn chưa thể vào bờ được do sóng lớn. Lực lượng chức năng đã huy động tàu lớn của hải đội biên phòng tiến hành tìm kiếm và lai dắt các tàu này vào bờ. Bước đầu chưa xác định có thiệt hại về người. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cũng có mặt tại bãi biển Nhân Trạch để chỉ đạo công tác cứu hộ.